Chào bà con cô bác nha. Hôm nay mùng 4 tháng 7 nha. Cây Asus Zenmax nha. Asus Zenmax cây này RAM 3. Bộ nhớ 32GB nha. Mà Android thì có cây này Android nó 5.1 nha, 5.2. Còn tên máy là Z00UD nha. Còn nếu biết ai biết gọi, anh em thợ biết gọi thì gọi là Zenmax. Cây này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Bán 400 ngàn đấy nha, 400 ngàn. Lúc này nó bị mất nha. Có gì ai mua thì mình sửa cái lúc này. 400 ngàn cây Zenmax nha. Còn 3 cây cùi bắp nha. 3 cây cùi bắp mấy dòng này mình giờ cũng ít bán, cho nên là cũng bán hí luôn. Đó, 3 cây cùi bắp. Cây này thì nó hơi bị sọc nha. Hơi bị sọc ngay chỗ này chút xíu. Nó hơi sọc nhẹ thôi chứ không có nặng đâu. Đó, nó hơi sọc này nè. 3 cây cùi bắp này bán ai chuyển khoản hết bán 200 ngàn nha. 200 ngàn 3 cây cùi bắp. Giá rất là bèo luôn. Còn loa Bluetooth nha, loa Bluetooth thì 100 ngàn cái nha, loa Bluetooth 100 ngàn cái. Hàng còn ít, cho nên là bán hết thì ngừng mấy cái loa Bluetooth. Bán có 100 ngàn cái rồi, kết nối không dây. Còn Samsung Z5 nha, Samsung Z500. Tên máy là Samsung Z500 nha. Android thì nó 6.1 luôn. Nó Android 6.1 mà nó bị lít kính nhá. Nó lít kính ngang ở đây này. Để bày bán 300 ngàn nha. Cây Z500 để bày bán 300 ngàn. Nó bị lít cái kính. Nó lít kính ngang ở đây nha. Đó, lít ngang ở đây nha. Còn hoàn toàn là xài ok hết, bán 300 ngàn. Oppo Leo 7 nhé. Hay gọi Oppo A33. Cây này thì RAM 1GB, bộ nhớ 16GB. Android 5.1. Màn hình thì hơi bóng số 6 chút. Cây này bán 250 nhé. 250 cây Oppo Leo 7. Còn Oppo A37, gọi Oppo Leo 9 nhé. Oppo Leo 9, cây này thì bị xấu màn nhé. Đó, xấu màn. RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Android thì có 5.1. Đó, gọi Oppo A37 cũng được, hay có Oppo Leo 9 được. Cây này bán 200 ngàn nhé. 200 ngàn. Còn thêm 100 ngàn thì lấy cây này nha, cây này 300 ngàn. Đó, cây này cũng Oppo Leo 7 luôn. A37 luôn. Và Oppo Leo 9 á, cây này thì bán 300 ngàn nha. Đó, nó có hai cây nha, cây 300 và cây 200. Mình dán thêm 100 thì lấy cây nó đẹp hơn. Còn Samsung Z1 2016 nhé. Z1 2016, 250 nha, 250 một cây. Cây này cũng vậy nha. Đó, giá lẻ thì 250 cây nha, mà giá xỉ thì 500.000 hai cây. À, có hai cây nha, muốn lấy cây nào lấy. Cây này ai mua thì mình mở mật khẩu, nó còn dán kính cường lực luôn. Oppo A3s nha. Oppo A3s, cây này thì bị sọc màn nha. Lên coi thì nó còn rất là đẹp luôn, nhưng mà vô cái phần này thì mới thấy gió nha. Đó. Cây này bán 500 ngàn nha. Oppo A3s RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây Sony cây này Sony đời 5122 nha. Đời 5122, Android 8 chấm luôn. Nó ai muốn biết thì F5122.
RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này chạy cũng còn khá mượt luôn, mà nó bị bể ở trên này, này. Nó bể góc trên này nhé. Cây này bán 400 ngàn nhé, 400 ngàn. Còn Samsung A9s, máy của Trung Quốc. Tên máy là A9s nhé, của Trung Quốc này. Nó vỏ sườn cũng còn khá nhé, mà nó bị lít kính nhé. Nó bị lít kính từ đây ngang qua nhé, mấy đường đó. Cây này bán 200 ngàn, 200 ngàn. Còn Oppo F9 Pro của Trung Quốc nhé, máy Oppo F9 Pro của Trung Quốc. Cây này thì bán 200 ngàn nhé, F9 Pro của Trung Quốc bán 200 ngàn. Vỏ là xấu nhé, vỏ xấu mà màn hình nó còn đẹp nhé. Có cây Trung Quốc này thì nó hơi ngộ nhé. Là trong nó là tên Oppo F11 Pro. Cây này còn xài rất là tốt luôn. Có màn hình thì còn khá đẹp nhé. Kính thì hơi chày. Nhưng mà đằng sau thì lại Samsung A71. Cây này nó bị lỗi phần camera nha. Camera bị hư. Camera trước thì nó chụp ngược xuôi, mà camera sau thì nó hư. Tên máy là F11 Pro. Cây này bán 300 ngàn nha, 300 ngàn. Cây gọi là cây A71 được nha, cho nó đơn giản nha. Mobitab Lyroro 2 nha. Mobitab Lyroro 2, cây này Android 6 chấm, RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Cây này thì bán 200 ngàn, ấy 300 ngàn nha, 300 ngàn. Cây Mobitab Lyroro 2, 300. Cây Samsung A6, cây này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Tên máy là Samsung A6 nhé. Đó, màn hình còn rất là đẹp luôn. Cây này bán 700 ngàn nhé, 700 ngàn cây Samsung A6. Đó, cây F9 đồ Trung Quốc, còn màn hình cũng còn khá đẹp. iPhone 6 thường nha, iPhone 6 thường. Cây này thì còn đang bị dính tài khoản nha, nhưng mà bỏ sim vô ra ngoài vẫn gọi vô tư nha. Cây này bán 500 ngàn, 500 ngàn cây iPhone 6 thường. Còn cây iPhone 6 thường này thì tài khoản không có. Đó, tài khoản nó không có nha. Cây này thì bán 600 ngàn nha, 600 ngàn cây iPhone 6 thường. Còn cây này thì cao hơn nữa. Cây này cũng iPhone 6 thường. Đó, nó không có tài khoản luôn. Mới lại nó còn vân tay. Mấy cây kia thì mất vân tay hết rồi nhá. Cây này nó cứ nhờ nó còn vân tay. Đó, còn vân tay. Cây này bán 700. Đó là có 3 cây nha, mà hoàn toàn là 16GB hết nha. Cây Samsung G530 nha. Samsung G530. Cây này thì Android có 5.1 nha. Cảm ứng này nó cũng bị lỗi rồi, có gì ai mua thì mình thay nha. Thay cái cảm ứng này. Cây này bán 200 ngàn nha, 200 ngàn. Còn Samsung Z5 Prime nha. Samsung Z5 Prime. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16GB. Đó nó lại cái lúc màu trắng này. Tên máy Z5 Prime, Android thì cao. Android còn 8 chấm nhé. Cây này bán 500 ngàn nhé. Ai chốt cây nào thì cũng cọc cái cạc nhé. Cọc cái cạc rồi mình mới gửi nhé. Cọc cạc trước khi gửi địa chỉ rồi mình gửi cho.
Cây Mobitab, cây này Android 7 chấm luôn, tên máy là Rumbo S, Mobitab Rumbo S, cây này RAM 2, bộ nhớ 16GB, cây này Android thì nó còn 7 chấm luôn, mà màn hình của nó thì hơi bị xấu nhé, màn hình nó hơi bị xấu đây chút xíu. Cây này bán 300.000 nhé, 300.000 cây Mobitab Rumbo S. Cây Vivo Vivo Y01 nha. Tên máy là Vivo Y01. Cây này RAM 2, bộ nhớ 32GB. Nó vỏ thì rất là xấu nhá, vỏ xấu. Nó bị dập cái góc này này. Cây này bán 700.000. Samsung J400F, tên mà J410F nha, Samsung J410F, Android còn 8.1 luôn. Cây này thì bán 600.000, cây J4. Còn cây iPhone 4S nha, iPhone 4S, hôm nay bỏ đi mua dây sạc nó mà quên luôn. Cây iPhone 4S nha, cây này còn khá đẹp nha. Cây này bán 250, cây iPhone 4S nha. Còn Samsung Samsung A5 nha. Cái tên máy là Samsung A500H. Android 6.1, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này thì bán nó bộ nhớ 16GB, RAM 2GB, cây này bán 400.000. Cây A5. Cây Mi 6 Pro nha. Mi 6 Pro, cây này RAM như 3GB thì phải. 3GB, bộ nhớ 32GB. Còn tên máy của nó là Redmi Note 6 Pro nha, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Nó RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này cũng còn khá đẹp luôn. Cây này bán 900.000 nha, 900.000 cây Mi Note 6 Pro. Cây Mi cây Mi này nhìn cũng rất là hoàn tráng luôn, RAM 2GB, bộ nhớ 32GB, nhìn nó rất là hoàn tráng luôn mà RAM có 2GB nhé. Cái tên máy nó nằm đâu thì cũng không biết. Đây, tên máy là Xiaomi C11 nha, Xiaomi C11 Android thì 11 chấm luôn, RAM 2GB, bộ nhớ 32GB. Cây này bán vỏ thì xấu, bán 800.000 nha, 800.000 vỏ xấu nhé. Samsung A6+ nha, Samsung A6+, cây này RAM 4, bộ nhớ 32GB. Tên máy là Samsung A6+ nha, RAM 4, bộ nhớ 32GB. Cây này bán 900.000 nha, 900.000. Cây này RAM 4 luôn, vỏ sau thì nó bong bong nhưng bán 900.000. Đồng giá nó thì có cây Oppo A3s, tên máy là Oppo A3s, RAM 3, bộ nhớ 32GB, cũng bán giá 900.000 luôn, 900.000 cây Oppo A3s. Nào, A3s này nó có hai cây nha, nên ai chốt cây 500 thì chốt nha, còn cây này 900 nha. Samsung J7 Prime,
Cái này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Màn hình thì cũng còn khá đẹp nhá. Nắp thì nhìn nó tương đối. Cái này bán 700.000 G7 Prime. À, có cây này cũng Samsung G7 Prime nhá. Cây này mới lấy về nó cũng hết pin rồi. Mà màn hình cây nào cũng như nhau hết, cây nào cũng còn đẹp luôn. Đó, hai cây này về hết pin luôn. Đó là bản màn hình thì ship tới là nó như màn hình này luôn nhé. Nó cũng đẹp như vậy luôn. Thì bán đồng giá 700.000 G7 Prime. G7 Prime thì có hai cây nha. Có cây hơi màu hồng với lại một cây màu vàng nha. Cây màu vàng nó có chữ đua này. iPhone 12 Pro Max nha. iPhone 12 Pro Max, cây này thì màn hình còn khá đẹp luôn. Đó, nhưng mà nó bị bể kính. Cây này thì bể kính nhá, bể kính tựa lưa hết. Nhưng mà lên thì màn hình còn rất là đẹp luôn. Đó, cây này bán 300.000 nữa nha, 300.000 cây 12 Pro Max bể kính bán 300.000. Mấy chục triệu mà giờ bán có 300.000. Cái này hết pin, có gì mai mình đăng sau. Máy này cũng rất là nhiều luôn. Còn iPhone 6 Plus nha. Cây này iPhone 6 Plus nha, nhưng mà giá thì nó khác, không có tài khoản luôn. Nó không có tài khoản mà nó 64GB nha. Cây này thì bộ nhớ 64GB. Nó to quá cũng khó bấm. Đó, mặt kính nắp sau thì bể. Cây này bán 1 triệu nha, 1 triệu cây iPhone 6 Plus. Cây này nó có giá là nhờ nó lên iPhone 8 nha. Cầm y chang iPhone 8, cái vỏ là iPhone 8. Nhưng mà cây máy trong nó là iPhone 6 Plus 64GB. Bán 1 triệu. Còn iPhone 13 Pro Max nha. iPhone 13 Pro Max, máy cũng của Trung Quốc nha. Là 12, 13 này là dòng máy của Trung Quốc nha, chứ không phải dòng xịn nha. Mấy ông đăng hỏi dòng sách tay nó chết luôn. Cây iPhone 13 Pro Max này thì bán 800.000 nha, 800.000. Sườn của nó thì hơi xấu nhẹ nha, bán 800. Còn ai muốn sườn đẹp thì giá 900. Samsung Z7 dầu nha. RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này bán 900.000 luôn. Samsung Z7 Pro. Màn hình thì còn rất là đẹp nha. Bán 900.000 cây Z7 Pro. Huawei cây này thì rất mặn luôn. View quay tên thì nó cũng rất khó đọc này. Đó, mình không biết tiếng Anh cho nên cũng không có thuộc ba cái này. RAM thì 8GB, bộ nhớ 128GB. Còn tên là Huawei, tên gì này. Đó, ai biết thì tra lên nha. Cây này bán 1.4 triệu nha, 1.4 triệu cây Huawei nha. Cứ nói Huawei 1.4 triệu thì mình biết à. Còn cây Oppo Zenlo 2F, cây này bán 1.7 triệu. RAM 8GB cộng 3GB, bộ nhớ thì cũng 128GB. Android thì cũng 11 chấm. Còn tên máy là Oppo Zenlo 2F. Đó, bán 1.7 triệu cây này nhé. Camera nó thập lò này. Chụp cam trước mà nó thò lên. Còn máy tính bảng thì cây Samsung Tab A2016 nhé. Samsung Tab A2016, cây này bảng Android của nó thì cũng có 5.1 nhé. Android của nó 5, tên máy là T258 nhé, 285 nhé. Còn Android của nó 5.1. Cây này bán 350 thôi nha, 350 cây Tab A2016.
mình đăng mấy cây nhỏ này luôn đi. Cây Samsung Tab 4, cây này thì bể kính tựa luôn, bán 150. Đó, còn tên máy là Samsung Tab 4. Tab 4 mà 7 inch. Nó rẻ rẻ cũng phải cho biết thông tin để bà con lựa mua nha. Tên máy là T231 nha. Android 4.4, cây này bán 150, bể kính. Bể kính nhưng mà vẫn còn xài vô tư nha. MobiTap Tab Online, cây này thì Android cũng có 4.4 thôi. Android thì cũng có 4.4 thôi. Tên máy là MobiTap Tab Online, cây này bán 300.000. 300.000 bán bằng máy nghe gọi thôi, nó cũng nghe gọi nghiêm chỉnh hết á. Đó, nó cũng có xài sim nghe gọi bình thường, xài hai sim luôn, bán có 300.000. Tab 10 bờ rầu, Tab 10 rầu, cái này Android 9 chấm, RAM 2, bộ nhớ 16GB, tên máy là Tab 10 bờ rầu, cái này bán 600.000. Còn iPad 4 nha, iPad 4 cây này thì cũng chưa có tài khoản nha, tài khoản sẵn, nó có sẽ sim luôn, cây này thì bán 700. Cây iPad 4, iPad 4 dòng chế táo nha, tất cả dòng chế táo bà con có hỏi mình cũng không có biết nha, vì mấy dòng chế táo xài cái gì thì hỏi mình cũng chịu thôi, mình không có biết ba cái đó vì mình đâu có tài khoản đâu, mình tải mình để mình thử máy. Còn Samsung Tab 4, Samsung Tab 4 phiên bản Android thì cũng có 5.1 đó, thì nó cũng xài YouTube màu xanh thôi, cây này thì bán 600.000. 600.000 Samsung Tab 4, nhưng mà nó là dòng 10 inch, nó dòng 10 inch. Rồi như thường lệ ai mua thì chốt cái kẹt Viettel Mobi 50.000, shipper tới lời trừ ra. Còn ai chuyển khoảng 100.000 bao ship. Ai chốt hai cây một lần mình cũng bao ship luôn. Thời gian chốt hàng 3-4 ngày chưa có máy hoặc là máy giao tới có vấn đề báo lại mình hỗ trợ ship cây khác. Tiền cọc mình vẫn trừ ra cho bà con. Rồi chào bà con cô bác nha.